Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu với tất cả quý vị thể loại đa mỹ cùng truyện đọc Thế Bất Khả Đáng từ tác giả Sài Kỳ Đảng, nguồn truyện truyệnfull.vn. Xin được cảm ơn bản dịch tiếng Việt từ các bạn. Chương 138, nội bộ lục đục. Lý Chân Chân không rõ, nếu anh nói như vậy tôi hẳn là so với cô ta càng đem lại lợi thực tế nhiều hơn. Bành Trạch đối với tôi tốt một phần, tôi sẽ tốt đối với anh ta 10 phần. Hắn đối với Lưu Huyền tốt một phần, Lưu Huyền chắc chắn sẽ đòi thêm 9 phần còn lại. Vậy anh xem ai đem lợi ích hơn ai? Đó không phải là lợi ích thực tế, những thứ cậu làm cho hắn rất là rẻ mạt. Hạ Diệu không lưu tình chút nào. Lý Chân Chân cầm học phí muốn bỏ đi, Hạ Diệu vội vàng ngăn cản, bắt đầu giảng bài, tận tình khuyên bảo mà nói: cậu không hiểu rõ ý của tôi rồi, ý của tôi là muốn nói dùng một số tiền để mua được món đồ mắc hơn số tiền cậu ta đang có. Đó mới gọi là lợi ích thực tế. Nói thí dụ như cũng là một bao gạo, cái này chào giá 100, cái kia chào giá 200, mà trong tay cậu có 150 tệ, cậu nghĩ xem cần 150 tệ mua được bao gạo 200 tệ hay là 100 tệ là lợi hơn? Thì đương nhiên là bao gạo 200 tệ rồi, Lý Chân Chân nói. Hạ Diệu vỗ bàn một cái: cái này không là đã được rồi sao? Được rồi, được cái gì? Lý Chân Chân hồ đồ: anh rốt cuộc muốn nói cái gì vậy? Hạ Diệu nói: cậu phải trở thành bao gạo 200 tệ, có như vậy hắn mới sẽ vùi đầu vào cậu, một người đáng giá hơn. Lý Chân Chân nghe ra chút manh mối, ý của anh là tôi phải làm giá giống như anh. Ai làm giá chứ hả? Hạ Diệu lông mi dặn một cái: tôi đây là hàng thật đúng giá. Xíu. Lý Chân Chân liếc mắt. Hạ Diệu lừa gạt một câu: cậu còn muốn nghe không? Không thì có thể rời đi, mà thôi quên cái chuyện đó đi. Nhìn cậu tầm thường và không có ai theo đuổi như vậy, tôi coi như thương hại cậu. Hạ Diệu tiếp lời. Hạ Diệu chỉ vào Lý Chân Chân nói: cậu xem lại một chút đi, cậu chính là địa vị và phẩm chất thấp kém, đi phía trước không thể ngẩng đầu, đi phía sau là xách dép cho người khác, cậu phải đem bản thân tu luyện thành một con hồ ly quý tộc chứ. Tôi thật không rõ hồ ly tinh thế nào mà trở thành quý tộc được hả? Hạ Diệu giơ ngón tay lên: nói như vậy nhé, đàn ông chịu bỏ tiền mua nhà mua xe cho vợ bé chưa chắc sẽ vì vợ lớn mà mua. Còn nói xem á, lúc này vợ lớn và vợ bé ai quý tộc ai rẻ mạt? Nữ nhân nói hồ ly tinh là ti tiện, bởi vì các nàng không làm hồ ly tinh được nên tức tối. Nam nhân nói hồ ly tinh ti tiện là để lấy lòng mấy cô vợ, chứng minh mình ngay thẳng không dụng trộm. Mà cậu á cũng là nam nhân, tâm tư này cậu còn không hiểu. Kể từ ngày hôm qua khi cùng Viên Tung một phen trò chuyện, Hạ Diệu càng kết luận đàn ông là dùng vật cứng ở nửa thân dưới mà suy nghĩ, chứ không phải bằng cái não, không một chút sai lầm. Hạ Diệu vừa nói như vậy, Lý Chân Chân lại tò mò: thế Viên Tung mang lại lợi thực tế gì cho anh? Tôi thấy anh ta như muốn tặng không bản thân cho anh. Hạ Diệu cười đến khí phách: đúng là tặng không, nhưng không phải là tặng phẩm mà là cống phẩm. Lợi thực tế của anh ta không nằm ở chỗ tôi cầm bao nhiêu tiền để đi mua, mà là người khác có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Lý Chân Chân đố kỵ phải tâm phục khẩu phục. Vậy anh nói rõ một chút, tôi tu luyện thế nào để trở thành một con hồ ly tinh quý tộc? Hạ Diệu trầm tư một lát, gần từng chữ nói: cậu phải biến cậu thành một món hàng xa xỉ không thể thay thế, khiến hắn không thể thu phục được. Lúc này hắn mời sẽ vì cậu mà hạ mình. Lý Chân Chân hiểu ra, không khỏi cảm khái: trước đây nhìn anh trông có vẻ ngu ngốc, chỉ nghĩ rằng anh câu dẫn Viên Tung cũng chỉ vì thể xác, không nghĩ tới bên trong còn có chút mưu tính. Hạ Diệu kỳ thực đặc biệt muốn nói: tôi đây âm mưu tính cũng là vì một xô dầu bôi trơn của cậu mới gắng gượng tới đây thôi. Lý Chân Chân đem một chai dầu bôi trơn nhỏ đưa tới trước mặt của Hạ Diệu: anh ngửi một cái, có phải có mùi hoa quế không? Hạ Diệu lê tới ngửi một cái, thật là có một chút thoang thoảng hương thơm, rất tự nhiên tươi mát, ngửi rất thoải mái. Rót ra một chút bôi quét lên mu bàn tay, cảm giác trơn nhẵn một chút cũng không thua cái loại nhập khẩu đắt tiền kia. Thật là do cậu làm à? Hạ Diệu có chút không dám tin. Cậu không có chuyện làm hay sao mà còn dám làm mấy thứ này? Thì không làm thì biết làm sao bây giờ? Bành Trạch cho tới bây giờ đều không chuẩn bị gì cả. Mỗi lần làm đều là trực tiếp thượng tôi. Tôi là cái thằng sinh viên tiền đâu ra mụn mấy cái loại cao cấp đó. Hàng tốt tôi lại không dám dùng, chỉ có thể tự mình làm. Hạ Diệu vừa nghe những lời này gương mặt lập tức trầm xuống. Cậu đem toàn bộ thành phẩm mang hết qua cho tôi đi. Để làm gì? Lý Chân Chân bị ánh mắt của Hạ Diệu đe dọa.
Hạ Diệu nói, nhớ kỹ lời tôi nói với cậu, đừng dễ dàng mà chịu sự uy hiếp. Hãy trở thành một con hồ ly cao quý, quý công thể, đem bản thân mình giao cho một gã đàn ông, ngay cả dầu bôi trơn, cũng không chịu mua cho cậu. Lý Chân Chân khóe miệng kéo sệ, nhưng đã có người chịu vì anh mà mua dầu bôi trơn rồi, anh còn muốn lấy của tôi làm gì nữa hả? Hạ Diệu lời nói gian giọng, tôi đã đem qua cho hắn dùng mà. Lý Chân Chân lúc này im lặng. Lúc Hạ Diệu lái xe đến công ty Viên Tung, trời đã tối đen như mực. Bình thường giờ này trong công ty chỉ có thể nghe tiếng chim hót ếch gọi. Ngày hôm nay cũng không biết vì sao mà xe vừa mới chạy tới cửa chính đã nghe tiếng huyên náo của một đám người. Đã trễ thế này còn chưa tan học. Từ trên xe bước xuống, Hạ Diệu lắng nghe theo nơi phát ra âm thanh, mơ hồ là từ bãi tập bắn bên kia truyền tới. Ngày hôm qua, đúng lúc Điền Nghiêm Kỳ cùng Viên Tung nói ra kiến nghị, ngày hôm nay liền thử đưa vào hoạt động. Chủ yếu đều là mời tới nhân viên và bạn hữu nội bộ trong công ty cùng nhau tại đây thì bắn súng, uống rượu trò chuyện, cũng như mượn cơ hội này giảm bớt áp lực mấy ngày huấn luyện sắp tới. Lúc Hạ Diệu đi tới, đám người kia đang tổ chức tiệc đướng, riêng bãi tập bắn bốn phía đều đang dựng lên những cái liều cỏ. Hiện tại đã khóa khuya rồi, rất nhiều học viên vẫn còn nằm ở trên cỏ uống rượu ca hát, ồn ào náo nhiệt, âm nhạc vang lên rất vui vẻ. Hạ Diệu tùy tiện tìm một chỗ ngồi, dùng răng cắn khui nắp một chai bia, ực một cái uống hết nửa chai, la to một tiếng thống khoái. Ngồi bên cạnh Hạ Diệu là một chàng trai chạc tuổi cậu ta, bình thường không có nói nhiều đâu, hôm nay đại khái là do uống vài chai, thần kinh có chút phấn khởi nên cùng Hạ Diệu tán gẫu. Hôm nay có hoạt động gì à? Hạ Diệu hỏi. Đây quả nhiên là lần đầu tiên cho phép các cậu ở lại nơi này náo nhiệt mà. Chàng trai đó cười hắc hắc. Đây là điều do Điền Nghiêm Kỳ yêu sách. Hạ Diệu đem nửa chai bia còn lại uống sạch. Ở bia, một bên nhìn vào giữa bãi cỏ nơi có những cô gái đang nhảy múa, một bên mạn bất kinh tâm mà nói, cậu ta làm sao mà yêu sách được. Hắn cùng Viên Tổng nói muốn tổ chức một buổi ngoại khóa gì đó thứ bảy cuối tuần rảnh rang, mời một số người yêu thích bộ môn bắn súng đến đây thi đấu, thuận tiện sẽ vui chơi biểu diễn những tiết mục khuấy động. Chi phí bỏ ra một người tham dự thì tốn khoảng chàng trai đó giơ hai ngón tay lên. Hạ Diệu lông mày nhướng lên. 2000. Chàng trai gật đầu. Hơn nữa là 2000 tệ một ngày một người, mà không biết tổ chức bao nhiêu buổi nữa. Bỏ tiền ta nhiều ra như vậy. Hạ Diệu trong lòng không khỏi chấn động. Cậu ta biết rõ Viên Tung hoàn toàn không dễ ưng thuận chuyện này. Sử dụng đạn thật để huấn luyện là một điều quan trọng trong việc đào tạo. Cuối tuần còn muốn gia tăng ngoại khóa nữa kìa. Đem khối tiền này là một hoạt động thi đấu giải trí, thực sự không phù hợp với tính tình của Viên Tung. Anh ta đồng ý rồi sao? Hạ Diệu cắn khui một chai bia nữa. Chàng trai nói, đồng ý rồi. Hạ Diệu buồn bực, anh ta cứ vậy mà chấp nhận à? Anh nhìn kỹ một chút đi, đây không phải là đang dựng lên mọi thứ hay sao? Chàng trai chỉ khắp sân, lại chỉ đến Điền Nghiêm Kỳ cách đó không xa, trêu nói. Bình thường những huấn luyện viên đều đề nghị Viên Tổng cho bọn tôi nghỉ mệt thêm 2 phút, Viên Tổng cũng không đồng ý. Tiểu Điền người ta chỉ nói một câu, liền cho chúng tôi hẳn một ngày dài giải trí thoải mái, quả nhiên quan hệ không bình thường mà. Hạ Diệu uống một ngụm bia, dáng vẻ buồn bực. Viên Tung đang hứa về cậu ta mà đi. Dù dĩ Viên Tung không muốn tham dự loại hoạt động hò hét ầm ĩ này. Kết quả vừa nhìn thấy Hạ Diệu gắng gượng buộc phải đi ra khỏi phòng làm việc, rất sợ cái thằng vợ hư hỏng lại bị mọi người lôi kéo nhảy múa điên loạn như lần trước. Kết quả người bị chặn lại chính là Viên Tung. Viên Tổng, ngài cho chúng tôi xem tài nghệ bắn súng được chứ? Mỗi lần đi học không phải là làm điều làm mẫu cho các cậu sao? Nếu vẫn còn muốn xem là cái gì? Đi học và hiện tại không giống nhau. Đi học mục đích là giảng dạy, bây giờ chính là thưởng thức. Hơn nữa, Viên Tổng mỗi lần đều chỉ là bắn 2 phát súng làm mẫu, bọn tôi vẫn còn nghiện, muốn được xem tiếp. Một đám người ồn ào lôi kéo Viên Tung không cho đi. Viên Tung không thể làm gì khác hơn là cầm súng lên, nhắm ngay tấm bia ngắm đang lắc lư trên cành cây quế. Đùng, một phát súng trúng ngay chính giữa hồng tâm. Mọi người cùng kêu lên kinh hô, lại có người bắt đầu ồn ào. Tiểu Điền cũng tới thử đi. Đúng đó, cùng Viên Tổng so găng một chút, xem kỹ thuật bắn của người nào chuẩn hơn. Điền Nghiêm Kỳ tiếp súng trong tay Viên Tung. Hạ Diệu trong nháy mắt ngừng thở, đạn từ họng súng bay ra, vô tư cắm vào ngay chính giữa bia ngắm, cũng chính là bay xuyên qua vết đạn của Viên Tung đã bắn trước đó. Một trận ồn ào kích động vang lên. Tấm bia trong bóng tối dần hiện lên hồng tâm.
Quả nhiên ngay chính giữa là hai vết đạn tạo thành một hình trái tim, mỗi người bắn một nửa, một người cùng nhau kêu la, hô to, liều mạng ồn ào, lộ rồi nha, là đang ở bên nhau, là đang ở bên nhau. Điền Nghiêm Kỳ bình thường bị ai chăm chọc khiêu khích, dù chính là mặt không đổi sắc, hôm nay gương mặt lại ngượng ngùng đỏ thẫm. Hạ Diệu yên lặng nhìn hắn, mẹ nó, tôi đây mất cả buổi chiều kêu người khác hãy trở thành hồ ly tinh, kết quả bây giờ chuyện của bản thân chính là đang rơi vào trạng thái nội bộ lục đục đây nè. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 138 của truyện đọc Thế Bất Khả Đáng từ tác giả Sài Cây Đảng. Đến đây, cho phép anh Khoa sẽ được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khán thính giả ở các chương tiếp theo trong những lần đọc sau.